Rồi bây giờ mình xài bao nhiêu mình kéo lên bấy nhiêu thôi. Xài 2 bậc, 3 bậc. Rồi mình cũng ra mình xài thôi. Khóa tự động nó sẽ đóng lại nha các bạn không cần chốt gì cả. Chỉ cần kéo ra là xài được rồi. Tụ thang khá là chắc chắn nha các bạn. Không có chân tụ. Một cách xài thứ hai khi mà các bạn xếp lại thì mình bật hai nút này rồi, chỉ cần bấm hai cái nút này là đang tự động đóng lại. Rồi bây giờ Nam sẽ hướng dẫn các bạn xài thang chữ Y. Khi mà các bạn xài các bạn sẽ dịch lên cái ổ khóa này ra. Rồi mình dịch thêm một cái nữa, khóa tự động nó khóa lại. Bây giờ Nam sẽ hướng dẫn cho các bạn xài chữ Y nhé. Chân thang để cách chúng tôi khoảng 70cm thôi nha các bạn. Đó, hai thang này chắc chắn. Tải trọng lên tới 300kg nha các bạn. Là bây giờ mình muốn thu lại á, mình chỉ cần bỏ cái này lại thôi. Để đập con thêm nốt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xài một dạng khác đó, đây là cái lò. Là mình chỉ cho các bạn xài. Tức là mình sẽ chân thấp chân cao. Mình sẽ lên cầu thang mình xài. Đó. Nhẹ nhé các bạn. Mình có thể đứng ở đây lắp đèn bắt tên trùng. Cầm cái thứ mình có thể đứng đây mình làm. Khá là ok. Thang khá chắc chắn nha các bạn. Mình xếp lại. Khi không xài các bạn có thể xếp lại như vậy rất gọn gàng. Đó, cái chân á là khi mình hồi nãy mình chưa có lắp cái chốt vào nên là chúng ta là các bạn sẽ lắp cái chân vào đây. Để các bạn lắp nhé. Nó sẽ có hai con vít đây, mình sẽ xít cho đây thôi, nhưng mà cái này làm mẫu nên là nó sẽ không xít lại nhá. Hiện tại thang này đang được bán tại công ty Hưng Nam Phát. Sản phẩm này bảo hành 18-24 tháng nha các bạn. Khóa tự động rất tốt. Để các bậc thang thì nó sẽ làm các vân chống trượt. Để khi mình đạp lên á, giày và chân của mình nó không hề trượt trong môi trường nước sơn nha các bạn. Vì đế cao su quá, chịu lực thì khá là tốt. Thang được làm từ nhôm hợp kim. Rồi. Khi nào các bạn không xài nữa thì các bạn có thể cột lại và sắt mang bất cứ đi đâu về trong nhà. Để trong tủ quần áo các bạn. Rất gọn gàng các bạn. Rồi, nếu các bạn có nhu cầu mua thang rút Nhật Bản thì hãy liên hệ công ty Hưng Nam Phát nha. Liên hệ số điện thoại 0902338829. Chúng tôi sẽ giao tận nhà cho các bạn. Sản phẩm này được ship toàn quốc nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu các bạn mà nhu cầu xem nhiều thang hơn thì hãy subscribe cái kênh của tôi nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.